Vâng, xin chào bác đến kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu Czech FX7.1. Đây là model mới nhất bên em mới về với cái tông màu ghi xám, rất là nam tính bác nhá. Đây là một mẫu tô đinh em đánh giá rất là cao về cái thương hiệu Czech, dòng sơ đi 7 đời đầu. Đây, xe còn rất đẹp bác nhá. Em đánh giá tổng thể xe còn trên tầm 90% xe. Mà đây cũng là một mẫu xe mà màu ghi xám bên em mới về, nhìn rất là sáng và nam tính. Màu ghi xám, sơn được một lớp phủ nhũ trên khung xe. Seri 7.1. Đây là một dòng Czech Alpha Seri FX 7.1. Và thương hiệu Mỹ Czech này bác không còn gì xa lạ rồi, chuyên về làm những dòng xe thể thao như dòng xe địa hình và dòng touring rất là cao cấp. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum, Czech Alpha aluminum, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của những cái dòng xe thương hiệu Czech. Đây là màu ghi sáng các bác nhá, dòng Czech Seri 7.1. Cái lớp sơn cũng rất là đẹp các bác nhá, rất là sáng và bóng. Màu ghi xám, đây là một màu mà người ta bác tầm trung lên ai cũng thể đi được. Và thương hiệu Czech này luôn luôn gắn liền với cái mẫu dòng thương hiệu của Bontrager, một thương hiệu rất là nổi tiếng và thương hiệu Mỹ về làm chuyên phụ kiện cho đặc quyền những dòng thương hiệu Czech. Đây, biểu tượng logo của Bontrager tức là ba cái hình xoáy, hình tròn. Tay lắm cao su của Lampe, tay lắm thạch thùng, tay lắm cao su đúc nhá. Đây có biểu tượng thạch thùng với tay lắm và Lampe, một thương hiệu rất là đắt giá. Các bạn trên mạng phải tham khảo thêm được cái tay lắm và Lampe này, nó cao cấp dành cho những thương hiệu nổi tiếng. Xe được trang bị với tay bấm xả của Shimano 7 tầng lip, chính hãng bản theo xe. Ghi đông xe cũng là của Bontrager các nhá. Bên tay phải em cũng là của Lampe đây, cũng là thương hiệu của thạch thùng. Đây có chính của nó không nhá, của đôm băng me đây. Tay lắm cao su đúc chính hãng, rất là cao cấp. Và trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng, các đúng xả của Shimano. Đây là đằng trước khung xe thì có biểu hiện của logo phần trước kiêng, logo trước kiêng xe của thương hiệu Czech bằng nhôm cắt CNC đúc nổi trên bề mặt của khung xe, rất là cao cấp. Xe đánh giá tổng thể tầm trên 85-90%. Rất là đẹp, theo sử dụng với cấu hình phanh V càng nguyên bản theo xe, rất sáng và bóng, đấy bác thấy rõ. Xe được sử dụng với cặp vành cao cấp của AT750 của dòng Bontrager, hàm hợp kim nhôm cao cấp 6061, hoặc kim nhôm siêu nhẹ dành cho những cái dòng xe cao cấp hoặc là dòng khung hoặc sườn xe. Nguyên bản chính hãng theo xe của dòng Bontrager các nhé. Tất cả các linh phụ kiện trên xe đạp Czech này đều là bỏ linh phụ kiện của Bontrager chính hãng. Cam hay gọi là đũa là e-lock, giúp các bác đi mưa gió nắng thoải mái nhé, không bị sợ han gì. Đây, chân cam cũng bằng e-lock luôn này. Lốp chính hãng nguyên bản theo xe cũng là lốp của Bontrager, rất là cao cấp, cũng nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700x35C. Rất là đẹp xe, đây là một dòng xe touring Czech cao cấp. Cọc yên cũng có chính hãng của Bontrager, nguyên bản theo xe, cọc yên nhôm. Yên xe cũng có chính hãng của Bontrager, nguyên bản theo xe. Rất là cao cấp không nhá. Sử dụng một bộ gạt đĩa Shimano Cooley. Ủ đà Shimano Cooley. Sau là trang bị với 7 tầng lip. 7 tầng lip chính hãng của Shimano. Nguyên bản theo xe.
Đấy. Đằng sau xe thì có cái bộ Bluetooth gì đây. Em cũng chưa tìm hiểu qua đâu. Nó là cao cấp của dòng những dòng xe đời mới. Còn lại 4.0. Đằng sau xe cũng được sử dụng cái bộ vành cao cấp của Bontrager làm từ hợp kim nhôm AT750-6061, nhôm siêu nhẹ của dòng Bontrager. Vành hai lớp. Lốp đằng sau cũng là sử dụng lốp của Bontrager luôn các bác nhé. Còn rất là mới. Xe về nguyên bản theo xe là toàn bộ phụ kiện của xe là chính hãng của Bontrager luôn. Rất là cao cấp. Và cái màu ghi xám này ra bên em rất là ít về. Rất là lam tính và khỏe xe. Và bây giờ xin đo thông số của chiều cao khung xe. Vâng, chiều cao khung xe là size 38. Nhưng mà vì cái dòng của Bontrager, cái vành của xe rất là cao, nên mà là rất là phù hợp các bác cao từ trên 1m6 nhá. Dưới 1m65 mà trên 1m6 đều đi được cái dòng xe check. Đây, vành nó cao hơn so với yên thông thường của dòng khung xe. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Xuống lip. Rất là trơn tru và mượt mà quá nhá. Đây là mẫu tua đinh của thương hiệu Mỹ, băng từ thương hiệu Czech. Xuống đĩa. 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon luôn nhá. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc check model check Alpha Serbi 7.1 FX. Và xe toàn bộ phụ kiện nguyên bản theo xe là toàn bộ là dòng của chính hãng Bontrager. Và xe có giá rất tốt bên em là 6.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo kênh. Mọi người có vào trước ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Có bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm kiên đồ cũ. Đây, kiên đồ cũ đấy. Lên YouTube tìm kiên đồ cũ, nhấn đăng ký theo kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.